Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hòa đã làm một cái khảo sát về cái việc mức độ quan tâm của anh chị và các bạn về cái tiêu chí so sánh giữa quỹ ETF VN30 và quỹ TCEF Techcom Capital. Thế thì cái tiêu chí liên quan đến hiệu quả hoạt động là tiêu chí số 1 mà anh chị mong muốn được Hòa chia sẻ. Tiêu chí số 2 đó chính là tính thanh khoản để xem xét cái khả năng mà chuyển đổi thành tiền của các cái quỹ đó khi mà anh chị đầu tư. Thứ ba đó chính là phí quản lý. Thứ tư đó chính là thời gian đã hoạt động. Thứ năm đó chính là danh mục của cái quỹ đầu tư. Thứ sáu mới là cái quy mô của quỹ đầu tư. Và các cái nội dung này Hòa cũng khảo sát trên Facebook và cùng ở trên Zalo thì đều có những cái thông tin đăng ký, thông tin mong muốn là giống như nhau. Sau đây thì Hòa sẽ phân tích kỹ cho anh chị các bạn hiểu rõ được các cái tiêu chí so sánh này của quỹ ETF E1 VS VN30 và quỹ TCEF Top 30 của Techcom Capital anh chị các bạn nhé. Đây có lẽ là một trong những phân tích để mà anh chị làm căn cứ và cơ sở để anh chị ra quyết định đầu tư cho mình anh chị nhé. Xin mời anh chị hãy xem cái video của Hòa. Trước hết hãy dành tặng cho Hòa một cái like để làm gì ạ? Để cho YouTube người ta lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa. Xin mời anh chị các bạn nha. Xin chào anh chị các bạn thân mến. Chúng ta sẽ vào so sánh cái tiêu chí đầu tiên anh chị các bạn nhé. Một trong những tiêu chí mà nhiều người mong muốn được so sánh và Hòa sẽ nói rất là chi tiết về cái tiêu chí này với anh chị các bạn. Thế thì trên cái website của Dragon Capital là đơn vị quản lý quỹ E1 VF E30 và Techcom Security là đơn vị mà đang phân phối cái quỹ TCF, họ có thống kê cho chúng ta. Nếu mà chúng ta đầu tư trong vòng 1 năm đó, nếu chúng ta đầu tư trong vòng 1 năm thì quỹ E1 VF VN30 sẽ được là khoảng 97% trên năm đó, tức là 1 năm trở lại đây, 1 năm trở lại đây, tức là từ tháng 5 năm ngoái đến bây giờ thì sẽ được 97%. Còn đối với quỹ TCF thì được bao nhiêu? Là được 58% trên năm đấy, trong 1 năm. Cái quan trọng ở đây là 2 năm thì sao? 2 năm thì ông E1 VF VN30 sẽ chỉ được là 16.2% và ông TCF thì sẽ được khoảng 42%. Đó, những cái này Hòa lấy làm tròn, thực ra nó không chi tiết là phải phẩy nhưng mà sẽ lấy làm tròn anh chị các bạn dễ nhìn dễ xem cách tính sẽ như thế nào, đúng không ạ? Cách tính về cái tỷ lệ phần trăm này như thế nào, Hòa sẽ tính cho anh chị xem để anh chị dễ hiểu cách tính nhá. Giả sử hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2021 đúng không? Đó, giá cái chứng chỉ quỹ TCEF nó sẽ là 23. Chúng ta mua từ 13 tháng 5 năm 2020 đúng không ạ? Giá chứng chỉ quỹ là 16 chẳng hạn, ví dụ thế đúng không ạ? Thế thì lợi nhuận của chúng ta nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là gì? Chúng ta lấy 23 trừ đi 16 đúng không ạ? Đúng không ạ? 23 trừ đi 16 đó, 23 trừ 16 thì nó sẽ ra là 7 đúng không ạ? 7 bạn chia cho 16 thì nó sẽ ra tỷ lệ phần trăm. 7 bạn chia cho 16 sẽ bằng 43%, ví dụ thế. Còn đối với quỹ TCEF chẳng hạn nhé, đây là ví dụ cách tính thôi nhé, nó không phải sát như cái số này, còn ví dụ cách tính thôi chứ không phải sát như thế này. Thì cái ngày 13 tháng 5 năm 2021 giá của nó đang là 17 đúng không? Mà giá mà mình mua ngày 13 tháng 5 thì nó là 13 chẳng hạn, đúng không ạ? Nó là 13 chẳng hạn. Thì bạn lấy 17 trừ 13 nó sẽ bằng 4. Chia cho 13
thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Thì nó sẽ bằng là 30.7%. Đó. Giả sử cách tính như thế này thì anh chị sẽ dễ hình dung là à, mình mua tại thời điểm 13/5 năm ngoái, tức mình bỏ toàn bộ tiền, số tiền của mình rồi mình mua, thì năm nay mình sẽ được hưởng cái mức lợi nhuận như thế này, được không nào? Đó, mình sẽ hưởng cái mức lợi nhuận như thế này. Thế thì rõ ràng là gì? Trong cái giai đoạn 1 năm qua mà chúng ta đầu tư quỹ ETF VN30 là có lời hơn so với OTCF, đúng không ạ? Có lời hơn. Nhưng trong 2 năm thì OTCF cũng lại lời hơn. Nếu mà tính bình quân cả 2 năm, đâu có lời hơn đấy. Đó. Thế thì đó là trong là một trong những cái mà câu hỏi của tất cả mọi người. Thế thì nó cái điều này nó chỉ đúng với những cái người mà người ta đầu tư một lần thôi, tức là đầu tư duy nhất một lần, chỉ đúng như thế thôi. Một lần đầu tư chỉ đúng với một cái người đầu tư một lần thôi, thì cái hiệu quả này mình sẽ xem xét nó rất là sát, nhưng nó sẽ không đúng với người mà đầu tư tích lũy thì nó không giống như này, nó sẽ không như thế này anh chị các bạn nhé. Nếu mà anh chị tích lũy đó thì nó sẽ không đúng. Thế thì cái cách thức tính tích lũy nó sẽ phải khác, đúng không ạ? Cách thức tính tích lũy nó phải khác, và Hòa đã có một cái video rất chi tiết giúp anh chị cách tính tích lũy quá khứ của quỹ E1 VF VN30. Anh chị hãy xem cái video đó, ở đây này. Thì anh chị sẽ thấy video này, anh chị sẽ thấy là nó sẽ ra được là 13.7% trên năm trong vòng 6,5 năm từ khi thành lập ra cái lãi này. Đó, thì anh chị sẽ tham khảo nhé, cách tính đấy là tích lũy. Và nếu chúng ta là nhà đầu tư tích lũy thì chúng ta phải tính kiểu khác. Đối với TCEF thì họ không có giá quá khứ chi tiết từng ngày Hòa không tính được. Đó. Nhưng Hòa nghĩ rằng là nó xem khoảng độ 10% đến 12% thôi. Và bản thân ông TCEF này ông cũng thống kê và ông cũng chia sẻ là cái mức mà bình quân là khoảng 12% đấy. Đó. Thì anh chị và các bạn có thể hiểu rõ được là à, khi chúng ta tích lũy thì chúng ta sẽ chỉ nhận được khoảng độ từ 10-12%, còn ETF thì quá khứ 13%. Anh chị các bạn nha, đây là một trong những cái mà anh chị phải thực sự rất là hiểu thấu để anh chị khi mà anh chị đầu tư quỹ ETF hay TCF. Chúng ta sẽ đến tiếp theo một cái phân tích thứ hai, đúng không ạ? Anh chị hãy xem tính thanh khoản của hai quỹ này anh chị nhá. Sau đây thì Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn rất là chi tiết về tính thanh khoản. Thì tính thanh khoản đây được hiểu là gì? Tính thanh khoản đây được hiểu là anh chị có bán dễ không? Đúng không ạ? Mua rồi muốn bán, có bán được không? Đúng không ạ? Có nhiều người mua hay không? Cam kết mua như thế nào, đúng không? Hoặc là anh chị muốn mua cái chứng chỉ quỹ này thì có mua dễ hay không? Có ai bán cho mình mua hay không? Thì đấy gọi là về tính thanh khoản. Thì rất là đơn giản như thế thôi. Thế thì đối với quỹ ETF VN30 ấy, thì tính thanh khoản trong vòng 52 tuần gần nhất là nó rơi vào khoảng độ 587.000 chứng chỉ quỹ giao dịch trên ngày. Số lượng này rất là lớn và có lẽ là lớn nhất trong các quỹ ETF ở Việt Nam. Tính thanh khoản cực kỳ là cao anh chị các bạn nhé. Cái quy mô vốn của cái quỹ này hiện tại đang khoảng độ 8.500 tỷ. Đấy là vốn đấy. Vốn là khá là lớn anh chị các bạn. Và đối với quỹ TCEF thì sao? Quỹ TCEF thì anh chị sẽ được mua trực tiếp của quỹ này. Quỹ họ sẽ bán trực tiếp cho anh chị. Và nếu anh chị cần tiền thì anh chị sẽ bán lại. Sự khác nhau của hai cái này là gì? Nếu chúng ta mua quỹ ETF VN30 là chúng ta các nhà đầu tư mua với nhau ở trên sàn chứng khoán như cổ phiếu, là trao đổi với nhau, trao đổi mua bán với nhau. Còn đối với TCF là chúng ta mua với cả quỹ đầu tư. Họ sẽ dành khoảng 10% NAV để mua lại
cho các nhà đầu tư. Mà quỹ TCS bây giờ NAV đang là bao nhiêu? Khoảng 150 tỷ. Đó. Thì họ sẽ dành khoảng 15 tỷ để mà giao dịch mua lại cho các nhà đầu tư hàng ngày, hàng ngày. Thế thì cái NAV này thực ra là quá nhỏ. Theo bạn đánh giá là hơi nhỏ so với 8.500 tỷ đúng không? Thế thì đó là một trong những cái mà anh chị sẽ cần phải xem xét để mà anh chị quyết định đầu tư cái nào. Thế thì ở đây là rõ ràng là VN30 hơn, nhìn là biết là hơn rồi, thanh khoản của cái này cao hơn, vì là mình mua bán hàng ngày, mình mua bán trên sàn, không phụ thuộc vào việc mua bán hàng ngày. Đấy. Mua ở đây thì anh chị có thể là mua được ngay đúng không, khớp lệnh ngay, đặt lệnh MP, đặt lệnh MP là khớp lệnh ngay giống như cổ phiếu, và sau T3 là có cổ phiếu để giao dịch rồi đúng không. Còn nếu bán ý, thì là anh chị bán sau T2, T2 là có tiền, và nếu anh chị cần tiền thì anh chị làm cái nghiệp vụ là gì, ứng trước tiền bán thôi là anh chị có tiền. Còn cái này thì sẽ phải mất là 2 ngày, ngày hôm nay bán thì ngày mai có tiền, nhưng bán là phải bán trước 14h45 đấy, thì ngày mai mới có tiền, chiều hôm sau mới có tiền, nên là mất 2 ngày anh chị nha. Thì anh chị sẽ hiểu rõ về cái tính thanh khoản ở đây đúng không ạ, nó khá là dễ đâu đúng không anh chị không ạ. Bây giờ thì Hòa sẽ tiếp tục chia sẻ đến cái nội dung tiếp theo nha, xin mời anh chị. Nào, xin mời anh chị và các bạn đến với nội dung số 3 mà Hòa muốn phân tích cho anh chị các bạn, đó chính là phí. Phí thì chúng ta sẽ bao gồm cơ bản nhất là có 2 loại phí thôi. Thứ nhất là phí giao dịch và phí quản lý đúng không ạ? Đối với phí giao dịch ý, thì là mình sẽ xét khi mà anh chị các bạn đầu tư tại TCBS thôi. Thế thì phí giao dịch mà mua tại TCBS thì nó khoảng 0.1% trên giá trị giao dịch. Đó, nó như cổ phiếu đấy, rất là thấp. Nếu mà so với trên thị trường là rất là thấp rồi, cực kỳ thấp. Nếu anh chị các bạn là nhà đầu tư mới thì còn miễn phí 100 triệu đầu tiên cơ. Đấy, còn được miễn phí. Đó. Mà đối với quỹ TCS thì sao? Khi anh chị mua thì là free. Free nhá. Mua là free nhá. Không mất phí mua. Đó. Thế nhưng mà khi mà anh chị bán ấy, thì lại khác nhé. Bán thì lại rất là khác. Đây thì Hòa sẽ nốt cho anh chị rõ ràng một chút là mua đây. Còn bán thì sao? Bán thì ông VN30 là ông ấy cũng mất là 0.1%. Đấy. Nhưng mà đối với cái ông TCF F này, thì khi mà ông bán lại từ 0 đến dưới 6 tháng thì ông mới mất 1%. Đấy. Từ 6 đến 9 tháng thì ông mất là 0.75%. Từ 9 đến 12 tháng là ông mất 0.5%. Và trên 12 tháng là ông ấy mất là 0%. Đó. Thì anh chị và các bạn có thể hiểu là khi mà mình giao dịch ở trong những cái khoản này thì mình mất phí từng nào, đúng không anh chị các bạn? Để lưu ý như thế, tức là mình mua ấy, thì mình sẽ để ý cái mức phí này để mà anh chị và các bạn giao dịch, anh chị và bạn nha. Tiếp theo là phí quản lý, cái này rất là quan trọng. Thì E1 VS VN30 nó chỉ là 0.8% thôi, nó rất là thấp, thì là sao, nó là quỹ thụ động mà, họ có tác động gì đâu, tác động gì về giao dịch đâu. Nhưng TCF là ông ấy 1.2% trên năm ấy, cái này trên năm nhé. Đó, nó cao hơn, phí nó cao hơn, bởi vì sao, họ là người chủ động trong cái việc này, lựa chọn cổ phiếu, danh mục cổ phiếu để họ đầu tư đúng không nào. Họ thấy cái nào có lời họ mua rồi họ bán,
vân vân. ETF thì cứ để nguyên, chả đâu dịch, chả động tạm gì cả. Tôi cấu trúc cái danh mục như thế, anh chị và các bạn cứ thế mà đầu tư thôi. Thì đấy chính là một cái điểm mà anh chị và các bạn sẽ cần phải hiểu rất là rõ khi mà anh chị đầu tư hai cái này, đúng không nào? Thì phí nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là hành động trong cái quỹ đó. Công sức của ông này chắc chắn sẽ bỏ ra nhiều hơn, vất vả hơn thì ông sẽ thu nhiều hơn, đó là điều đương nhiên rồi anh chị các bạn. Ok nha. Tiếp theo Hòa muốn chia sẻ với anh chị các bạn một cái nội dung khá là quan trọng liên quan đến đầu tư của anh chị. Đối với quỹ E1VF30, anh chị phải mua số lượng tối thiểu là 100 hoặc bội số 100, nó giống như cổ phiếu mà. Thế thì nó tương đương với một cái giá trị anh chị bỏ tiền ra là 22,3 triệu đồng. Vì giá của nó hiện tại giờ đang là 23.000, anh chị phải bỏ ra là 2,3 triệu đồng tối thiểu, thì là min nhé, tối thiểu. Nhưng quỹ TCEF anh chị chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là gì? Nếu mà xét trên số tiền đầu tư này thì đầu tư quỹ TCEF sẽ dành cho những nhà đầu tư có thu nhập thấp hơn một chút, đúng không ạ? Còn đối với anh chị đầu tư vào quỹ E1VFVN30 thì sẽ dành cho các nhà đầu tư có thu nhập cao một chút. Thì ở đây Hòa tôi nói câu chuyện là tích lũy thôi. Ví dụ như là tháng 1 mình bỏ ra 2,3 triệu. Còn ở bên này, ví dụ như giả sử anh chị sinh viên bỏ ra 100k để đầu tư, đúng không ạ? Ở đây thì anh chị đã đi làm rồi, anh chị sẽ có lương cao hơn. Tháng 2 cũng 2,3 triệu là 100k. Tháng 3 cũng 2,3 triệu và 100k. Đúng không ạ? Anh chị các bạn có thể thấy. Thế thì rõ ràng là cái ưu thế của mỗi bên nó sẽ có sự khác nhau là như thế. Số tiền đầu tư sẽ là như này. Anh chị các bạn nhá. Phần cuối cùng này Hòa sẽ chỉ nói đến cái phần danh mục đầu tư quỹ. Khi mà đầu tư vào một quỹ, anh chị phải rất là quan tâm tới cái danh mục này, bởi vì danh mục này nó sẽ thể hiện được cái hiệu quả tăng trưởng của anh chị và các bạn trong tương lai. Nếu mà anh chị đầu tư vào quỹ EVN Finix trong vòng 5 qua, nó hiệu quả tốt nhất. Vì là sao? Trong vòng 1 năm qua, cái trend về đầu tư chứng khoán và ở ngân hàng này tăng lên là quỹ đấy tốt nhất. Còn trong cái ví dụ này thì Hòa sẽ xét cho anh chị và bạn dễ hiểu hai quỹ này. VN30 là 30 cổ phiếu hàng đầu Việt Nam, Việt Nam niêm yết ở trên sàn chứng khoán đó. TCF cũng là danh mục cổ phiếu top 30, tức là cũng là nằm trong 30 cổ phiếu hàng đầu, nhưng không phải là cả 30 mà họ chỉ là tối thiểu 15 cổ phiếu thôi, có thể là 20, có thể là 25, nhưng miễn là nằm trong top 30 này. Đâu đó thì họ sẽ chọn lựa những cái ngon, những cái tốt trong danh mục này để họ đầu tư, anh chị và các bạn nhé. Thế thì ở đây là anh chị đã hiểu vấn đề là cái danh mục mà hai cái này thì đâu đó nó cũng sẽ tương đồng trong cái rổ. Thì cái sự khác nhau ở đây là gì? Chính là tỷ đó. Tỷ trọng của cái danh mục này khác nhau. Hoặc ví dụ như ông này Vinamilk, đúng không? Là bao nhiêu phần trăm? Và ông này Vinamilk là bao nhiêu phần trăm? Anh chị các bạn sẽ nhìn thấy cái sự khác nhau ở đây. Nó có sự khác nhau. Giả sử ông này là 9%, nhưng ông này lại là 3%. Giả sử thế, giả sử nữa nhá. Giả sử thôi chứ không phải là chính xác như thế này. Thì nó có sự khác nhau như thế này, đúng không ạ? Hai cái này nó sẽ khác nhau vì cái tỷ trọng, để anh chị và các bạn dễ hiểu. Cái sự khác nhau thứ hai của danh mục này này là điều chỉnh danh mục. Đó. Điều chỉnh danh mục thì ông E1VFVN30 ấy là ông ấy không điều chỉnh danh mục, tức là 30 cổ phiếu này là ông ấy giữ nguyên. Ông chỉ điều chỉnh theo Ủy ban chứng khoán hay Sở giao dịch chứng khoán điều chỉnh. Và ông chỉ điều chỉnh cơ cấu tỷ trọng danh mục đấy 1 năm 2 lần. Tức là 1 năm 2 lần
điều chỉnh tỷ trọng đó. À, nhớ như là đầu năm và tháng 7, tháng 1 đến tháng 7 là có các cái điều chỉnh danh mục này đó. Còn đối với TCS là họ điều chỉnh theo cái phân tích đánh giá của họ, họ thấy thời điểm nào lợi và cổ phiếu nào, họ thấy thời điểm nào lợi và bán cổ phiếu nào, vân vân, là tùy theo phân tích và đánh giá đưa ra quyết định từng thời kỳ. Thế nó mới mang tính chủ động ở chỗ đó, đây nó gọi là quỹ chủ động, còn đây là thụ động, như thế rất là thụ động, giữ nguyên danh mục đúng không ạ, và điều chỉnh tỷ trọng theo kỳ luôn, rất là ít, mặc kệ thị trường lên hay xuống, kệ thị trường, thế mới gọi là quỹ thụ động đấy. Thế thì trong giai đoạn mà sideways thì ông này có vẻ là tốt hơn, sideways thì ông sẽ chọn cái thằng tăng trưởng để đầu tư, còn ông này thì ông không chọn được gì cả đúng không ạ, ông không chọn gì cả, không để nguyên đâu đúng không ạ. Còn giai đoạn tăng trưởng gọi là chen tăng thì ông này có vẻ là tốt hơn, mà rõ ràng là gì, anh chị các bạn có thể thấy là trong cái hiệu quả thì một năm vừa qua là quỹ này tốt hơn quỹ này đấy đúng này. Như vậy là Hòa đã vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn rất là chi tiết các cái tiêu chí trọng yếu mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm để phân tích và đánh giá lựa chọn một quỹ đầu tư. Hòa lấy hai ví dụ là quỹ E1 VFVN30 và TCES để anh chị và các bạn lựa chọn đầu tư. Nếu anh chị muốn đầu tư hai quỹ này thì rất là đơn giản, anh chị có thể đầu tư ở công ty chứng khoán Techcom Securities rất là dễ dàng và hoàn toàn online anh chị ạ, rất dễ lắm. Hoặc là có để cái link ở dưới phần mô tả để anh chị các bạn có thể mở tài khoản online và đầu tư hoàn toàn online anh chị các bạn nhé. Và nếu anh chị và các bạn cần có một cái chương trình để chia sẻ và coaching anh chị hiểu về tiền, hiểu về lập kế hoạch tài chính, hiểu về xác định mục tiêu, hiểu về lập kế hoạch chi tiêu và phân bổ cái danh mục đầu tư của mình một cách dài hạn để tạo ra dòng tiền thụ động cho anh chị và bạn và thực hiện mục tiêu mua căn nhà đầu tiên cho mình, thì anh chị hãy đăng ký cái chương trình coaching 1:1 mà Hòa để dưới phần mô tả anh chị các bạn nhé. Cuối cùng Hòa xin dành lời cảm ơn tới anh chị và các bạn, và nếu anh chị và các bạn muốn nhận các cái video nhiều hơn nữa thì hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông anh chị các bạn nhé. Hòa mong rằng anh chị có thể lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa bằng một cách rất là đơn giản là ấn vào nút like của anh chị các bạn. Chỉ cần like thôi là có thể lan tỏa được rồi. Còn anh chị muốn chia sẻ với bạn bè người thân thì cứ share giúp Hòa nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.